Xin chào quý vị và các bạn. Chiều cường dâng cao khiến nhiều hộ dân ở Bạc Liêu phải thức trắng đêm để canh mực nước, thu dọn đồ hoặc di rời để đảm bảo an toàn. Ghi nhận khoảng 2 giờ ngày 28 tháng 11, chiều cường khiến nước tràn vào hầu hết nhà người dân ở khóm Bờ Tây, mang theo nhiều sình bùn. Người dân rất vất vả để chống ngập và dọn dẹp sau khi nước rút. Dự báo mực nước tại ven biển phía Đông Nam Bộ có xu hướng tăng, độ cao lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4 mét. Cảnh báo trong 24 đến 48 giờ tới, độ cao sóng khu vực ven bờ phía Đông Nam Bộ dao động 1,5 đến 2,5 mét. Mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 3,8 đến 3,9 mét. Do ảnh hưởng của chiều cường, các vùng trũng thấp ven sông, vùng ngoài đê bao, khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía Đông Nam Bộ. Người dân cần đặc biệt lưu ý, có phương án phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Còn về tình hình thời tiết, khu vực Tây Nguyên ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Nam Bộ còn chịu tác động của dải thấp xích đạo ở phía Nam, nên chiều tối có mưa rào rải rác, một vài nơi có thể có dông, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh trưa nay, nhiệt độ cao nhất là 31 độ, tối và đêm mát mẻ, nhiệt độ hạ về 25 độ. Trở ra với miền Trung hôm nay, thời tiết vẫn tương đối ổn định, ban ngày trời nắng, đêm và sáng sớm se lạnh. Thành phố Đà Nẵng trưa chiều nay có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất khoảng 28 độ. Mưa có khả năng xảy ra vào chiều tối nhưng với lượng không đáng kể, thấp nhất đêm nay là 23 độ, trời mát mẻ. Với miền Bắc, hôm nay trời nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trưa chiều dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi khu Tây Bắc, nhiệt độ có ở mức trên 30 độ. Sang đến ngày mai, 30 tháng 11, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía Bắc, nên thời tiết các tỉnh miền Bắc, nước ta sẽ có sự chuyển biến rõ rệt. Cùng chung xu thế thời tiết đó, thủ đô Hà Nội sáng nay có nắng và cường độ tăng lên vào trưa chiều, mức nhiệt cao nhất là 27 độ. Đáng lưu ý chất lượng không khí hôm nay rất thấp, người dân ra đường cần đeo khẩu trang để đảm bảo sức khỏe. Tối và đêm nay nhiệt độ giảm xuống còn 20 độ. Bản tin thời tiết trưa nay xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.